Xin chào các bạn, trong video này chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một số những trường hợp đặc biệt của lời nói gián tiếp, mà trong đó động từ trong câu khi chuyển sang lời nói gián tiếp sẽ không bị biến đổi. Trường hợp thứ nhất ta sẽ có đó là khi mệnh đề chính trong câu diễn tả một sự thật hiển nhiên hoặc là một điều luôn đúng. Ví dụ ta có câu sau, trong lời nói trực tiếp ta có câu My teacher said the earth goes around the sun. Câu này có nghĩa là cô giáo của tôi nói rằng trái đất quay xung quanh mặt trời. Mệnh đề chính trong câu này là trái đất quay xung quanh mặt trời. Đây là một sự thật hiển nhiên, một điều luôn đúng đã được khoa học chứng minh. Vậy nên khi chuyển sang lời nói gián tiếp, ta sẽ có câu My teacher said that the earth goes around the sun. Các bạn có thể thấy là mệnh đề chính trong câu này, động từ vẫn được chia ở thời hiện tại đơn giống như ở trong lời nói trực tiếp và không bị lùi đi một thời động từ. Trường hợp thứ hai đó chính là khi mệnh đề chính trong câu là một câu điều kiện giả định, là một câu điều kiện không có thật, loại 2 và loại 3 thì thời động từ trong câu này khi chuyển sang lời nói gián tiếp ta cũng sẽ không lùi thời động từ. Ví dụ ta có câu sau, lời nói trực tiếp ta sẽ có She said, if I had much money now, I would travel to France. Câu này có nghĩa là cô ấy nói rằng nếu như bây giờ tôi có nhiều tiền thì tôi sẽ đi du lịch đến nước Pháp. Mệnh đề chính trong câu là một câu điều kiện loại 2 và khi chuyển sang lời nói gián tiếp ta sẽ có câu She said that if she had much money then she would travel to France. Các bạn có thể thấy rằng động từ trong mệnh đề chính của câu đã được giữ nguyên là had much money và would travel, giữ nguyên như ở trong câu điều kiện loại 2 trong câu trực tiếp. Ví dụ tiếp theo ta sẽ có He said, if you had been more careful, you would have passed the test successfully. Câu này mang nghĩa là anh ấy nói rằng nếu như bạn mà cẩn thận hơn thì bạn đã vượt qua bài kiểm tra một cách thuận lợi rồi. Ta có mệnh đề chính trong câu ví dụ này là một câu điều kiện loại 3. Khi chuyển sang lời nói gián tiếp ta sẽ có He said that if I had been more careful, I would have passed the test successfully. Các bạn cũng có thể thấy rằng động từ trong câu gián tiếp này sẽ được giữ nguyên như ở trong lời nói trực tiếp, đó chính là had been và would have passed, không bị biến đổi khi chuyển sang lời nói gián tiếp. Trường hợp tiếp theo đó chính là khi mệnh đề chính trong câu là một câu ước giả định, loại 2 và loại 3, ta sẽ có những câu ví dụ như sau. She said, I wish I had much money right now. Đây là một lời nói trực tiếp và mệnh đề chính trong câu là một câu ước giả định loại 2, mang nghĩa là cô ấy nói rằng tôi ước bây giờ tôi có rất nhiều tiền. Và khi chuyển sang lời nói gián tiếp ta sẽ có câu She said that she wished she had much money right then. Trong câu lời nói gián tiếp này, động từ chính của câu là had đã được giữ nguyên như ở trong lời nói trực tiếp. Ví dụ tiếp theo ta sẽ có He said, I wish I had been more careful in my test. Câu này mang nghĩa là anh ấy nói rằng tôi ước là tôi đã cẩn thận hơn trong bài kiểm tra của tôi. Mệnh đề chính trong ví dụ này là một câu giả định loại 3 và khi chuyển sang lời nói gián tiếp, thời động từ trong mệnh đề chính vẫn sẽ được giữ nguyên không thay đổi và ta có câu He said that he wished he had been more careful in his test. Trường hợp tiếp theo sẽ không bị biến đổi thời động từ khi chuyển sang câu gián tiếp ta có đó chính là khi mệnh đề chính trong câu có chứa những động từ hoặc cụm động từ đặc biệt như đầu tiên ta sẽ có đó là từ had better. Ví dụ như ta có, trong lời nói trực tiếp ta có câu She said to Jim, you had better not go to bed after 11 p.m. Và khi chuyển sang lời nói gián tiếp, động từ trong câu sẽ được giữ nguyên và ta có câu She told Jim that he had better not go to bed after 11 p.m. Động từ thứ hai ta có đó là hai động từ khuyết thiếu could hoặc là would. Ta có ví dụ sau. She told me I could run 5 kilometers in 10 minutes when I was young. Câu này có nghĩa là cô ấy nói với tôi đã có thể chạy 5 km trong vòng 10 phút khi mà tôi còn trẻ. Và khi chuyển sang câu gián tiếp ta sẽ có She told me that she could run 5 kilometers in 10 minutes when she was young. Trong câu này, động từ could run đã được giữ nguyên và không bị thay đổi khi chuyển sang lời nói gián tiếp. Động từ đặc biệt thứ ba đó chính là used to. Ta có câu ví dụ.
She told Sam, "My mom used to play badminton every afternoon." Câu này có nghĩa là cô ấy đã nói với Sam, mẹ của tôi đã từng chơi cầu lông vào mỗi buổi chiều. Khi chuyển sang câu gián tiếp, cụm động từ used to play sẽ được giữ nguyên và ta có câu gián tiếp. She said to Sam that her mother used to play badminton every afternoon. Động từ tiếp theo ta sẽ có đó là hai động từ khuyết thiếu should và ought to, mang ý nghĩa dùng để khuyên nhủ ai đó làm gì. Ta sẽ có câu ví dụ sau. He told Mary, "You should get up early and do morning exercises." Câu này có nghĩa là anh ấy nói với Mary, bạn nên dậy sớm và tập thể dục buổi sáng đi. Khi chuyển sang lời nói gián tiếp, ta sẽ có câu He told Mary that Mary should get up early and do morning exercises. Trong câu này các bạn có thể thấy động từ should get up và do đã được giữ nguyên trong câu và không bị thay đổi khi chuyển sang lời nói gián tiếp. Và từ cuối cùng đó chính là might và must là hai modal verb. Ta có ví dụ đó chính là He told Jace, "Your girlfriend might have run yesterday." Câu này có nghĩa là anh ấy nói với Jace, bạn gái của bạn có lẽ đã gọi điện vào ngày hôm qua đấy. Và khi chuyển sang lời nói gián tiếp, ta sẽ có câu She told Jace that his girlfriend might have run the previous day. Và đây là tổng hợp lại một số những động từ hoặc cụm động từ đặc biệt mà khi chúng xuất hiện trong câu trực tiếp thì ta sẽ không biến đổi động từ khi chuyển câu trực tiếp đó sang dạng gián tiếp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.